Alo, xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ update cho các bạn cái dự án con Kalium đấy. Dự án này thì hôm trước có hướng dẫn các bạn cái tham gia cái chương trình iRob và nó sẽ trả cái đồng Kalium ấy. Thì winner thì nó đã có cái list ở đây. Mọi người copy lấy ví vào đây để check nhé. iRob round 1 và round 2. Con này là round 1. Các bạn ấn vào Ctrl F. Dàn ví vào đây. Hình như round 1 mình không làm ấy mọi người. Chuyển sang round 2. Sao lại không thấy có gì nhỉ? Mình cũng không biết là tại sao lại không có gì luôn đấy. Cái này thì hình như là mình có làm chứ nhỉ. Mình check thử xem nhé. Kalim Kalay Kalim này. Đây chia sẻ 5 triệu đây nhỉ. Hôm trước đây. Sao mình lại không có chatbot mà đây. Ủa, chatbot mà tôi không trúng cái gì luôn hả? Trời ơi, tôi không trúng cái gì luôn đó. Bên này tôi cũng không trúng gì. À, bên này có nè, bên này có round 1. Round 1 được 1.440 đồng nè. Con này thì nó sau sau khi mà nó swap thì nó mới trả nha mọi người nhá. Đấy, các bạn thấy nó thông báo đây này. Nó bảo Kalim trả cái Telegram bot ấy sẽ trả sau khi mà Kalim swap chạy. Ok, còn cái phần mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người check nhé. Dự án Kalim. Thứ hai nữa là hôm trước mà bạn nào đã theo mình mua bóc cái dự án này này Kalanium cạc ấy, thì các bạn vào phần đáp round, mọi người thấy cái phần Kalim ở đây mình thấy có 5.000 ở đây, không biết là có cái gì đấy, hay là nó cho cái phần KP này nó đổi ra chừng này hay sao ấy, chứ mình cũng không biết. Chứ iDrop là nó chưa trả mọi người nhé. iDrop là chưa trả luôn ấy, cạc thì vẫn còn ở đây đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó cho stake rồi mọi người ạ. Đây. Đấy, thì mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ nhận được 61,45% nếu mà các bạn stake cái Kalim. Ở đây thì mình có 5.000 đó, thì mình vẫn stake nó sẽ có khoảng 365 day một năm ấy. Thì mình sẽ chỉ cho nó 30 thôi nhỉ. Đấy, 30 đồng thôi. Nếu mà các bạn muốn stake thì các bạn ấn vào thế này. Để chúng ta stake nha, tại vì là bây giờ nó có đã swap đâu, nó mới chưa cho swap thì mình có để cũng có làm cái gì đâu nhỉ. Thì thôi thì mình cho vào đây để stake luôn cũng được. Không biết là cái này nhá, thì là mình mua cái NFT nó cho hay là mình tham gia cái nhiệm vụ nó cho. Đấy, cái này là chờ trên bot hay sao ấy mọi người ạ. Ở cái trên bot nó chưa trả phải không? Đúng rồi, cái trên bot chưa trả. Cái trên bot chưa trả, mình nghĩ là cái này nó làm ở trên web. Tại vì hôm trước mình hướng dẫn các bạn làm ở trên web luôn. Đây này, ngày trước mình hướng dẫn các bạn làm ở cái phần phần này này mọi người này. Đây là phần này là mission này này. Đây, hôm trước là mình tham gia cái này này. Theo dõi flow, netwin các thứ này, theo dõi channel này này. Đấy, mình nghĩ là hôm trước là nó cho cái này 5.000. Thì mọi người thử check cái ví của mình xem có phải là như thế không nhé. Đây, mình mang đi stake rồi nhé.
Đấy, các bạn thấy là mình đã mang đi stack rồi. Đây. Melon là 5.000 và nó đang chạy này, rewarder này. Đấy. Lúc nào mà các bạn không muốn thì các bạn vào mắc. Cái này mình nó khóa 30 đây rồi. Thôi cứ chờ đi mọi người nhá. Lúc nào mà nó cho swap đây này. Nó hiện swap ở bên này này. Đấy, và con Kalim này nó bán được ấy thì mình sẽ làm video để hướng dẫn sau. Còn hôm nay thì mình sẽ cho một cái list danh sách xem là các bạn có trúng cái airdrop chatbot hay không. Và các bạn check ở trên cái dự án xem cái phần Kalim này có hay không. Tại vì hôm trước mình hướng dẫn các bạn tham gia cái mission này. Nếu mà nó cho mission này mà mỗi người bạn 5.000 là cũng ngon đấy, ok đấy. Đấy, không biết là các bạn giới thiệu nhiều bạn bè với kiếm nhiều KP nó cho nhiều hay sao thì mình cũng chưa biết được. Mọi người thử check ví của mình xem thế nào nhé. Nếu mà có gì thì mọi người có thể bình luận xuống bên dưới video cho mình biết thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.